Bitcoin trở thành tài sản lớn thứ 8 thế giới, tạo ra khoảng 1.500 triệu phú mới mỗi ngày. Trong phiên giao dịch ngày 11 tháng 3, Bitcoin đã ghi nhận mức cao kỷ lục từ trước đến nay, hơn 72.000 đô la Mỹ, qua đó đưa giá trị vốn hóa thị trường lên 1.420 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mức 1.387 tỷ đô la Mỹ của bạc và thành tài sản có giá trị thứ 8 trên thế giới. Bitcoin đã vượt giá trị vốn hóa thị trường của Meta và đang trên đà chinh phục mục tiêu tiếp theo là Alphabet, công ty mẹ của Google. Nhiều người ủng hộ Bitcoin thậm chí còn đang ngó nghiêng vị trí của vàng, tài sản giá trị nhất thế giới với giá trị vốn hóa thị trường 14.700 tỷ đô la Mỹ. Để leo lên vị trí này, Bitcoin sẽ phải tăng hơn gấp 10 lần lên trên 720.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Theo công ty phân tích tiền số Kaido Research, sự khởi sắc của đồng Bitcoin đang tạo ra khoảng 1.500 triệu phú mới mỗi ngày. Bà dự đoán 100.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin có thể là mục tiêu tự nhiên tiếp theo của Bitcoin, song vẫn cảnh báo rằng Bitcoin có thể rớt giá nhanh như đà tăng của nó. Dù Bitcoin tăng giá tạo nên lượng lớn người giàu trên thị trường tiền số, nhưng kênh đầu tư này vẫn bị đánh giá là rủi ro, đó là chưa kể đến khả năng mất sạch tiền vì biến động quá mạnh của tiền số, cùng rủi ro lừa đảo, sập sàn và vỡ nợ.